Xin chào bạn, chào mừng các bạn đến với video review sản phẩm của Vinmax. Và ngày hôm nay, nhân tiện có hai chiếc máy phát điện KDM 15.000 có mặt ở đây thì mình sẽ review cho các bạn. Đây là một dòng máy phát điện chạy dầu 10kW KDM 15.000T. Có hai cửa đằng trước. Chúng ta cũng sẽ quan sát được các cái bộ phận ở bên trong máy, bao gồm là động cơ, có thùng dầu. Ở bên đây có chỗ châm nhớt cho động cơ, có hệ thống AVR. Với cái hệ thống AVR này sẽ giúp cho điện áp phát điện sẽ ổn định hơn. Bộ phụ kiện đi kèm ở trong đây có hai cái phích cắm ba chân, có cái bộ phụ kiện để thay thế kèm theo máy là một cái lọc dầu. Sau một thời gian cái lọc dầu này đen nó cặn thì mình sẽ thay thế nó. Có phụ kiện tháo lắp và bên cạnh đó thì sẽ kèm theo là sách hướng dẫn, sách giới thiệu về sản phẩm. Là cái vỏ chống ồn dày, mút rất là dày. Khi mà mọi người mua máy của Vinmax có tem vỡ bảo hành cho mọi người. Mọi người có thể nhìn thấy đây, Super Silent, siêu chống ồn luôn. Mình sẽ giới thiệu qua về cái bảng điều khiển này. Có một cái chìa khóa khởi động máy. Ở bên cạnh này thì có một nút màu xanh là nút báo điện. Khi mà mình cắm máy hoạt động thì nút màu xanh sẽ sáng. Còn cái nút màu đỏ này là hiển thị được cái lượng dầu ở trong máy. Phần ở bên cạnh đây, đấy là bảng hiển thị vôn kế. Khi mà máy hoạt động điện lên bao nhiêu thì sẽ hiển thị ở đây. Đây là cổng ATS này. Mình những anh chị nào, những gia đình nào hoặc là những doanh nghiệp nào có tủ ATS thì mình sẽ cắm vào đây. Chức năng của cái tủ ATS đấy là giúp chúng ta trong trường hợp điện lưới mất thì sẽ tự động nhảy sang điện của máy phát điện, và khi mà điện lưới có lại thì nó sẽ tự động ngắt ở máy phát điện. Đây là automat. Khi mà chúng ta cần sử dụng điện ra thì mình sẽ gạt lên. Nhưng khi máy mới về thì mọi người sẽ chạy không tải khoảng tầm 15 đến 30 phút thì mọi người nhớ là sẽ gạt xuống. Và ở bên dưới này là cầu chì, và đây là hai cái ổ ga ba chạc điện 220V. Lớp sơn màu trắng ngà này rất là đẹp và có trang bị bánh xe để cho quá trình di chuyển máy dễ dàng hơn, có tay nắm cầm hai bên. Ở phía bên đây sẽ là một hệ thống làm mát và có cái mô xả khói. Khi mà chúng ta bắt đầu khởi động máy thì trong 10 giây đầu tiên thì khói nó sẽ xả ra. Đấy là một cái hiện tượng hoàn toàn bình thường của máy phát điện. Nên mọi người yên tâm. Ở bề mặt của phía tay trái có cái hàng khe để tản nhiệt để giúp làm mát trong quá trình sử dụng. Mình sẽ lướt qua về thông số cho mọi người. Với model KDM 15.000T này với công suất cực đại là 12 kVA, nó sẽ tương ứng với 10kW, với tần số hoạt động là 50Hz. Và chiếc máy này có trọng lượng là 235kg. Sử dụng ở trong các gia đình, nhà hàng, hàng ăn, xí nghiệp. Mặt phía đằng sau này có bình ắc quy. Bộ phận bình ắc quy sẽ nằm ở đây. Mọi người sẽ gắn ắc quy đầu dây màu đỏ đi với chốt màu đỏ. Dây màu đen sẽ đi với chốt màu xanh ở bên cạnh này. Mọi người sẽ gắn ắc quy. Và một điểm lưu ý của ắc quy là khi mà trong quá trình mà mọi người không sử dụng máy đi nữa thì một tháng một lần mọi người sẽ khởi động máy cắm ắc quy để cho điện ở trong ắc quy này nó sẽ được kích để nó không bị hụt điện. Mà khi mà chúng ta không sử dụng lâu dài thì mọi người sẽ tháo hai cái đầu này ra. Một tháng mình dành một chút thời gian ra mình lắp lại một lần để nó chạy ắc quy để cho nó điện nó lên. Những có cái vị trí tản nhiệt ở đằng sau này cũng sẽ có hướng dẫn đây này. Trước khi sử dụng máy thì ta phải kết nối ắc quy. Sau đó thì chúng ta số hai đầu dây, sau khi kết nối thì chúng ta sẽ đổ nhiên liệu cho máy, đổ nhớt cũng như đổ dầu. Và sau đó thì chúng ta sẽ khởi động máy để hoạt động. Ở phía mặt trên đây là vị trí mà chúng ta sẽ đổ nhiên liệu. Với cái dòng động cơ 10kg này, dung tích bình dầu của nó lên tới 30 lít. Mọi người sẽ đổ vào đây. Và đây là sẽ có một cái lọc dầu tiếp để cho cái cặn dầu nó sẽ không bị đi vào máy. Mắt dầu ấy mọi người có thể nhìn thấy là nó sẽ có hiển thị luôn từ 0% cho đến 100%. Cái dầu này thì là mình sẽ đổ dầu diesel. Mình chuẩn bị xuất hai máy này đi Đà Nẵng cho khách nên là tiện thì mình sẽ review cho mọi người cùng xem luôn. Và khi mà mọi người sử dụng máy, cái phần nhớt khoảng 1.6 lít thì mọi người sẽ đổ khoảng 1.2 lít hoặc tương ứng với nó là 2/3 thăm nhớt tại cái vị trí mà hồi nãy mình nói với mọi người. Với cái dòng máy phát điện 10kW KDM 15.000T ngoài sử dụng gia đình này, nhà hàng này thì mọi người cũng có thể sử dụng cho các cơ quan hoặc các doanh nghiệp, xưởng sản xuất, xưởng cơ khí, mình cũng để sử dụng được chiếc máy này. Với dòng máy phát điện 10kW KDM 15.000T thì được phân phối bởi công ty cổ phần công nghệ Vinmax.
có địa chỉ tại 258 đường Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Nếu có nhu cầu hoặc cần tư vấn thêm về dòng máy phát điện thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline 024-3838-3456 hoặc có thể truy cập vào website maymocviet.vn. Tại website nhà mình thì các sản phẩm sẽ được update từng ngày và từng giờ với rất nhiều model khác nhau đang chờ đón các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Chào tạm biệt!